Hai mọi người, lại là tôi đây. Hôm nay chúng ta có một cái đơn hàng mọi người, nó là sách mọi người, sách luyện công của Lò Đông Tăng mọi người, thái ác tuần qua tâm chỉ mọi người. Đây mọi người, sách mọi người. Này mua trên sách quyền học mọi người, sách quyền học chấm info mọi người, này mua trên web mọi người, giá là 160 mọi người, tiền ship là 35.000, tổng cộng là 195.000 mọi người. Trên mấy cái app cũng có nữa mọi người, nhưng mà cái giá nó cao hơn mọi người, giá nó 200 mấy, chưa tới tiền ship luôn mọi người. Này phép truyền công của Lão Đông Tăng mọi người, thái ác kim qua tông chỉ Lão Đông Tăng mọi người. Mình ngồi coi phim Thằng Đeo Lập Lữ mọi người biết đó mọi người, Cô Lâm Nhân Quá đó của Dương Trùng Dương đó mọi người, đạo phái này mọi người, còn phái Tòng Trăng là của Trung Ly Quyền đó mọi người. Phim đó có cái phép, có cái luyện công mà cởi đầu đó mọi người, đa số là trai ai cũng thích khúc đó hết. Còn cuốn này thì dễ đọc mọi người, nó không có dùng từ gọi giống như dùng từ chuyên ngành đó mọi người, bên đạo giáo thì dùng từ đạo giáo mọi người, còn bên Phật giáo dùng từ Phật giáo mà. Giống như mấy từ chuyên ngành đó mọi người, người mà dạng như bình thường đọc không hiểu luôn, phải bắt đầu học từ cơ bản luôn rồi mới biết được luôn rồi. Còn này dùng từ dễ hiểu luôn rồi. Này sách này được dịch ra tiếng nước ngoài lâu luôn rồi, 1900 hồi đó luôn rồi, dịch ra tiếng Đức luôn rồi, 1929 luôn rồi. Này anh cũng được, chân cũng được. Này đọc dòm chẳng qua là có nào thấy hay hay mua đại đó luôn rồi. Nhiều khi không có điện thoại luôn rồi, không có sách đọc luôn rồi. Cô muốn lát thì 100 mấy, 200 ngàn, mà sách cũng mắc lắm rồi, cũng đâu có ấy mà. Chào tạm biệt mọi người nhé, chúc mọi người có một bữa chiều thật là vui vẻ, bye mọi người.